Truyền thông Anh đưa tin các nghị sĩ Anh sẽ cố gắng lật đổ Thủ tướng Liz Truss trong tuần này, bất chấp cảnh báo của phố Downing, nơi đặt dinh thự của Thủ tướng Anh. Theo Daily Mail, văn phòng Thủ tướng Anh cảnh báo nếu động thái trên diễn ra, một cuộc tổng tuyển cử có thể được tiến hành. Báo The Guardian ngày 16 tháng 10 mô tả, Thủ tướng Liz Truss đang chiến đấu để sinh tồn sau khi các nghị sĩ đảng bảo thủ đe dọa sẽ lật đổ bà và cho biết bà chỉ còn một khoảng thời gian tại nhiệm. Ba nghị sĩ đảng bảo thủ bao gồm Andrew Regan và Crispin Glynn đã kêu gọi Thủ tướng Liz Truss từ chức. Một cuộc thăm dò của Hiệp hội đại diện chính thức của các nghiệp đoàn Anh cho thấy, nếu cuộc tổng tuyển cử diễn ra, đảng lao động có thể giành chiến thắng khiến 10 bộ trưởng nội các hiện tại mất ghế, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt, Bộ trưởng Y tế Terry Coffey và Bộ trưởng Kinh doanh Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Jacob Rees-Mogg. Trước đó, Thủ tướng Liz Truss tổ chức họp báo để thông báo về việc đảo ngược quyết định cắt giảm thuế, cũng như bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Tài chính thay cho ông Wes Quayton. Thông báo lưu ý mức tăng thuế doanh nghiệp sẽ lên 25% thay vì giữ nguyên như hiện tại. Bà thừa nhận gói ngân sách nhỏ của chính phủ được công bố ngày 23 tháng 9 đã đi xa và nhanh hơn so với những gì thị trường mong đợi, dẫn đến những bất ổn trong thời gian qua. Đã có lo ngại về việc lật đổ Thủ tướng Liz Truss khi không có người kế nhiệm rõ ràng nào sẽ thay thế vị trí của bà. Ủy ban 1992 dự kiến nhóm họp vào ngày 19 tháng 10 sẽ thảo luận về vấn đề cầm quyền của Thủ tướng Liz Truss. Về phía tân Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt, ông cho biết sẽ phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn, cả về chi tiêu và thuế, theo đài BBC. Chi tiêu sẽ không tăng nhiều và thuế sẽ không giảm nhanh, thậm chí một số loại thuế còn tăng như mọi người hy vọng.